tổng hợp các phương pháp tìm nguyên hàm. Phương pháp số 2, sử dụng các công thức trong bảng nguyên hàm, cơ bản, mở rộng và nâng cao. Toàn bộ công thức từ cơ bản đến nâng cao anh ấy đề cập tới cho người. Còn phương pháp này thì áp dụng với tất cả các bài. Còn những bài khó hơn thì chúng ta phải kết hợp các phương pháp lại với nhau. Và phương pháp này là phương pháp chốt hạ để tìm ra đáp án cuối cùng. Còn để áp dụng phương pháp này vào các bài toán thì chúng ta chỉ áp dụng được với những bài cơ bản mà thôi. Một bài toán sử dụng nhiều phương pháp anh sẽ lấy ví dụ sau. Anh lấy các ví dụ cơ bản nhất để sử dụng phương pháp này. Các ví dụ được trích trong sách 3.000 bài tập tích phân và ứng dụng. Ví dụ số 1 có ID là 148032 phát biểu sau đây đúng. Thì đây là một công thức khá là cơ bản của bảng nguyên hàm rồi. Thì nguyên hàm của sin x dx sẽ bằng trừ cos x cộng c. Hai mọi người có thể nhớ lại định nghĩa một chút là nguyên hàm thì là ngược lại của đạo hàm. Mọi người nhìn vào đường tròn lượng giác này này, sin là trục tung, còn cos là trục hoành. Chữ sin này, chữ s này đại diện cho chữ sống, còn chữ cos này, chữ c này đại diện cho chữ chết. Mọi người cứ nhớ cho anh là sống thì đứng, chết thì làm, vậy là được. Còn đạo hàm sẽ là cùng chiều kim đồng hồ và nguyên hàm sẽ là ngược chiều kim đồng hồ. Sin sẽ đạo hàm bằng cos, cos đạo hàm bằng trừ sin, trừ sin đạo hàm bằng trừ cos và trừ cos đạo hàm bằng sin. Từ đó mình lấy nguyên hàm là ngược lại. Sin x đạo hàm sẽ bằng trừ cos x. Vậy mình dễ dàng chọn được đáp án B, đáp án chính xác của câu hỏi này. Ví dụ số 2 có ID là 148003, mệnh đề là sao đi đúng. Thì với bài toán này chúng ta kiểm tra lần nữa thôi. Với đáp án A, nguyên hàm của dx trên căn x thì với công thức này không có trong bảng nguyên hàm đúng không? Thì chúng ta chỉ có công thức của nguyên hàm của 1 trên 2 căn x thôi. Thì chúng ta sẽ kết hợp với tính chất số 2, chúng ta sẽ thêm hệ số k ở trước thì chúng ta triệt tiêu hết, đúng chưa? Thì nguyên hàm của 1 trên 2 căn x sẽ bằng căn x và số 2 chúng ta sẽ giữ nguyên. Vậy chúng ta dễ dàng chọn được đáp án A là đáp án chính xác của câu hỏi này. Ví dụ số 3 có ID là 14806, công thức nguyên hàm là sau đây không đúng. Các bạn lưu ý đến chữ không đúng giúp anh. Thì ba công thức đầu tiên thuộc bảng nguyên hàm cơ bản rồi. Ba công thức này thuộc cột hàm số sơ cấp rồi. Với đáp án A đây là công thức số 3. Đáp án B là công thức số 2 và đáp án C là công thức số 5. Thì các công thức này đúng rồi. Các bạn xem lại bảng nguyên hàm giúp anh. Và những công thức này các bạn bắt buộc phải học thuộc. Vậy chúng ta dễ dàng chọn được đáp án D, đáp án chính xác của câu hỏi này. Còn nguyên hàm của 1 trên cos x dx mà muốn đúng thì các bạn xem lại công thức số 8 của bảng nguyên hàm lượng giác. Và đừng quên follow TikTok Học Toán Quang Hưng để đón xem tất cả các phương pháp tìm nguyên hàm.